Thưa quý vị và các bạn, phát triển du lịch cộng đồng trên nền tảng bản sắc văn hóa độc đáo của các địa phương là định hướng chiến lược của tỉnh trong giai đoạn tới. Thông qua du lịch cộng đồng sẽ đáp ứng được nhu cầu hưởng thụ văn hóa tinh thần của mọi tầng lớp nhân dân, bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa của các dân tộc Lào Cai gắn với thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Ghi nhận của phóng viên thời sự. Ngôi nhà này là một trong những mô hình phát triển dịch vụ gắn với du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng đầu tiên trên địa bàn thành phố Lào Cai. Du khách tới đây vừa được thưởng thức những món ăn đậm đà bản sắc các dân tộc, vừa được hòa mình trong bầu không khí vui tươi của những điệu hát then, đàn tính, những điệu múa dân gian của các dân tộc trên địa bàn. Bên ngoài cái phục vụ nhu cầu sinh hoạt của bản sắc của xã Tà Phơi, thì xã cũng rất quan tâm để phát triển để chia sẻ cái bản sắc của xã Tà Phơi đến du khách thập phương cũng như là bạn bè trên 17 xã phương. Phát triển du lịch văn hóa gắn với du lịch cộng đồng xã Tà Phơi, Hợp Thành, thành phố Lào Cai là một trong những sản phẩm du lịch được tỉnh Lào Cai định hướng phát triển trong giai đoạn 2020-2025. Đây sẽ là điều kiện thuận lợi để thành phố Lào Cai khai thác các thế mạnh về thiên nhiên, văn hóa, làm phong phú thêm các di sản du lịch của thành phố để hấp dẫn du khách, đồng thời bảo tồn giá trị di sản văn hóa dân tộc. Quê hương chúng tôi là hội tụ những cái yếu tố văn hóa dân tộc rất là tốt, rất là có lợi cho cái mô hình du lịch cộng đồng này, nên là tôi quyết định để tôi làm cái mô hình du lịch cộng đồng này. Trong những năm qua, mô hình du lịch cộng đồng đã và đang được các địa phương quan tâm phát triển. Hiện toàn tỉnh có trên 20 điểm du lịch cộng đồng tại Sapa, Bắc Hà, Bát Sát, Bảo Yên, với hơn 350 hộ gia đình dân tộc thiểu số kinh doanh lưu trú homestay. Cái du lịch cộng đồng đang nó có thể trở thành một cái sản phẩm mà nó gắn với cái văn hóa cộng đồng của địa phương. Ví dụ như ở Thảo Van Sapa thì chúng ta đã xây dựng nó trở thành những cái sản phẩm du lịch và đã được giải thưởng ASEAN trong năm 2016-2017. Và những người dân ở đây đã có cái thu nhập từ 40 đến hàng trăm triệu đồng trên một năm. Nếu mà những cái sản xuất thông thường thì chắc là khó đạt được cái con số doanh thu đó. Cùng với các địa danh du lịch như là Sapa, Bắc Hà, Bát Sát hay thành phố Lào Cai, trong giai đoạn tới, hàng loạt các địa phương khác cũng đang tập trung xây dựng, phát triển các mô hình du lịch tham quan, trải nghiệm bản làng, khám phá bản sắc văn hóa độc đáo của các dân tộc. Tỉnh đặt mục tiêu phấn đấu đến năm 2025 sẽ đưa Lào Cai trở thành một điểm đến hấp dẫn của khu vực miền núi phía Bắc, là một trong 10 điểm đến của Việt Nam được du khách yêu thích nhất.